xem highlight mà, mình ấn vào xem em highlight mới mà. Trong khu trình chơi nó ghi là highlight đi em với cả SKB rõ ràng như này còn gì. Và quan trọng hơn nữa đó chính là Lucian của Sogan ở khu dưới. Rồi ban pick. Ban pick ok chưa? Ban pick thì DFM cấm Galio, Jing, Chitana. Rồi hôm trước xem trận Chitana ỉa ra quần rồi cấm. Thật ra bọn nó vẫn chưa biết còn Aphelios ha. Nhưng mà Aphelios thì ở mùa này, ở MSI này thì Shogun cũng chưa đánh nên là cũng chưa biết. Bên kia thì cấm đi Ari LeBlanc hay con khó chịu và cấm thêm con Kakma. Kakma là kiểu mẫu support bắp bây giờ nó dễ chơi với là nó dễ đi kèo với kiểu Edril các thứ ấy. Ừ, mà thực ra các ma bây giờ đi được kèo với cả nhiều con xạ thủ chứ không phải là Edril, kể cả là bạn đánh Aphelios, các bạn đánh Jinx hay là các bạn đánh Caitlyn, các bạn đều đi được với cả các ma cả. Bởi vì nó là con support nó khá là toàn năng, nó khá là đa năng. Nên đây là một con đi được với mọi kèo. Với cả chắc là cái dự định pick Lucian Nami nên là cấm đi con các ma để không bị áp lực đẩy đường. Thì khi mà không bị áp lực đẩy đường thì Lucian Nami gọi là vượt lính để PK Onin nó mạnh hơn cùng với Nami. Nên là cái ban pick này là không phải là không có ban pick gì cả hai bên. Cũng lạc vàng ở gần khu vực đứng trên. Có nhiều những cú ping có mắt ở đây. Cái pha này thì cái lúc mà Steel bị phát hiện là lúc đấy Hashmet vừa mới bổ quy vào rồi cũng bị làm chậm bởi cái lựu đạn ăn mòn của con Ergot nên đang bị làm chậm rồi. Nhưng pha này có cái dở đấy là pha này tự nhiên mất thêm tốc biến. Ừ, pha này là Hashmet không nên dùng thêm cái tốc biến này bởi vì tiễn bị mất cái tốc biến, pha này hơi uổng. Để thực hiện một hành vi băng trụ ở đường dưới nhưng nghe chừng bị cấu diệt máu. Pha này dã lần hay. Được làm choáng, kết quả chiêu cuối là Hashmet và cái chiêu cuối của con Ergot được tung ra có mạng dành cho vùng ba của bên phía DFM. Ừ, băng trụ hay vãi đái luôn, hoàn hảo vãi đái. Lúc này là 3-0, dã lần hai lần và Hashmet. Cái xử lý này rất là lực thực đến từ bên phía của Sài Buffalo nha. Tôi không biết là có gặp vấn đề gì về mặt giao tiếp hay lúc không. Lúc này là Linh đang bênh Sài Gòn Buffalo lắm rồi đấy. Bênh Sài Gòn Buffalo lắm rồi đấy. Không biết là gặp vấn đề gì không, kiểu bị bực mình ý. Mẹ ngày xưa lúc mà tôi gọi là huấn luyện viên cho các em thì các em đâu có như thế này đâu. Nhưng sao tại tự nhiên sau này anh em lại như thế này các kiểu ấy. Là anh em bênh hay luôn. Đây cho mình nhỏ hơn tí nữa. Đến vẫn cứ là Hashmet với bài bạc. Anh ta quay lại có một pha định mệnh tiếp theo lên khu vực đường trên mục tiêu. Pha này bổ lần 3 chất lượng này. Hút lại coi như đầy cây luôn. Nhưng mà vấn đề là con Ergot nhiều đam quá. Pha này con Ergot nhiều đam thật sự. Có lẽ như họ sẽ viện vào cái bộ đôi Lucian và Nami để có thể có được cái trục đường giữa và sau đó tản ra hai bên cánh trong những cái tình huống di chuyển của mình. Pha này thì Bin J bị lỗi mất cái R. Nhưng pha này hay ở một điểm đấy là cho được Shogun mạng đầu tiên. Đây là mạng đầu tiên Shogun kiếm được. Nên là dẫu sao thì kể cả đây là một pha R lỗi không qua bên kia bờ tường thì cũng ổn. Bởi vì đây là một tình huống nhường được mạng cho Shogun. Và bắt đầu từ bây giờ là Shogun xanh. Về nhà hoàn thành xong rồi cung phong linh thì mới có cú tiếp theo ở mid đúng không? Mà Froggy đánh cái kèo Silas với TF này tôi đánh giá là hay chứ. Shogun đã có đến 24. Này, pha này là Shogun có thêm cái shot nào này. Ngon chưa? Đó chính xác là một bản sách nào đến từ Steel. Có một điểm tôi để ý ngày hôm nay đi phép bị buồn cười với luôn. À chỉnh lên Full HD được. Có một điểm mà tôi để ý ngày hôm nay buồn cười với luôn. Đấy là anh An với cả anh Linh đi và hai người bình luận cứ bắt lỗi nhau á, buồn cười với luôn. Những cái nỗ lực bắt lỗi nhau cơ. Với cú tốc biến của ta qua phía bên kia bờ tường. Rồi, công đồng nguyên tố thì còn 25 giây nữa đã xuất hiện rồi, đội hình của cả. Volibear sao lại không lấy thú săn mồi, bởi vì Volibear trong những kèo mà muốn đánh engage một đấu một luôn ấy các bạn sẽ không lấy thú săn mồi mà lấy sẵn sàng tấn công để đọ đam với cả rừng bên kia. Những mẫu tướng như kiểu là Viego này, Lee Sin này, những con mà Volibear có thể ôn in được ấy thì lấy sẵn sàng tấn công để đánh nhau với nó. Thay vì là lấy cái thú săn mồi chỉ để phục vụ cho mục đích gank thôi, bởi vì Volibear cầm thú săn mồi thì PK nó sẽ yếu hơn mấy cái chinh phục của Lee Sin với cả Viego ấy. Kể cả là Xin Giao cũng thế. Các bạn đánh cùng với Xin Giao thì các bạn đánh Volibear các bạn cũng cầm sẵn tấn công. Pha này đen thật. À, cái dịch chuyển còn một tí nữa. Bài vàng nhắm vào Foggy. Và anh ta đang cố gắng để có thể sử dụng cái đồng hồ, không chạy được nữa rồi. Mũi khoan tử thần đến từ AV đã dứt điểm được Foggy. Quyết đáp trả dành cho bên phía của Buffalo. Pha này là VTV bị lag. Pha này VTV bị lag nên là phải dùng cái VOD của nước ngoài. Đấy, má pha này Lucian đúng auto luôn.
Mà trận này tôi có nhiều điểm cần phải nói về Sogan lắm. Lúc mà tôi không bình luận trận này tôi ngồi tôi xem, trời ơi, Sogan làm mấy pha như Gumayushi luôn các bạn ạ. Pha này thì cũng hay rồi, nhưng mà đây là kiểu một cái gọi là một cái phương án mà gọi là một người chơi gọi là biết chơi Lucian thì có thể làm được cái điều này. Một người chơi biết chơi Lucian và tự tin thì có thể làm được những cái pha như này. Nhưng mà những cái pha như kiểu cái pha ở mid tí nữa ấy, ảo vãi đái. Kiểu thanh tẩy không phải 25 giây xong rồi né hết skill ấy. Ui. Nhìn Sogan đánh hôm nay như Gumayushi luôn. Đánh hay thật sự. Sogan bằng tuổi em mà kinh quá anh ơi. Đấy, các bạn nói thế lại làm tôi nhớ cái thời tôi đánh cho Sài Gòn Joker. Pha này chàng ra đánh hay à. Đây, pha này nhìn lại spell là bên này cái tình huống ở trong cái tình huống Baron này, đầu tiên là Samira vừa mất tốc biến và vừa chết xong. Xong rồi cả team gian Baron, xong rồi tí nữa Samira khi mà đến backup ấy thì Samira không còn dam nữa nhá. Với cả pha này tính ra tôi đánh giá cao Froggy đấy các bạn ạ, bởi vì pha này Froggy lấy cái chiêu cuối của con Urgot này là lấy hay luôn đấy. Pha này Froggy có quay được lâu vãi trưởng, đánh đường dài Froggy có quay lâu vãi trưởng. Đấy, đầu tiên lấy được ulti Urgot này. Vẫn trụ được này, quay lại ăn Baron này. Xong rồi back lại thêm lần nữa đánh nhau rồi. Rồi, quay sang dồn dam này. Quả này Sogan đánh chiến vãi. Một máu luôn. Vừa mới ăn bài vàng này, ăn một tiếng lia bài này, dính quả hợp chất điên loạn của Half này. Còn một máu chiến vãi lao vào giết steel luôn. Lúc đấy sau đấy quay lại dồn sát thương Baron này. Xong rồi back ra ngược một lần nữa. Quả này Froggy hay nha. Quả này Froggy vẫn hay. Lùi ngược ra xong rồi kích cái băng trừ vĩnh cửu, vẫn giữ được Yaharong này. Ui, hay vãi nồi. Xong rồi quả này ép tốc biến. Sau lúc này để Samira đến ý, thì Samira không có tốc biến. Và thứ hai là Samira chưa kịp tích cái nội tại để kích cái hỏa ngục liên xạ ấy. Xong rồi quả này Samira dùng kiệt sức bị sai target các bạn ạ. Tôi nghĩ là quả này Samira là nếu như mà kiệt sức vào Hashmet hay là cố kiệt sức được Shogun ấy thì sẽ giảm bớt đam sốc. Thì may ra mới chờ thời gian để kích được cái hỏa ngục liên xạ sau khi mất đi cái lốc kiếm. Nhưng mà quả này Samira lại kiệt sức vào Froggy. Đấy. Lúc này chúng ta thấy cái hiệu ứng kiệt sức trên người Froggy chưa? Bởi vì lúc này giống như kiểu là nó muốn để giảm phòng ngự của Froggy, xong rồi sốc chết Froggy trước khi nó kích được nội tại ấy. Nhưng mà nếu mà quả đấy mà kiệt sức vào Lucian thì chắc là đỡ được hơn chút xíu. Pha đấy là pha bước ngoặt. Cái pha vừa rồi chắc chắn là pha bước ngoặt, bởi vì ăn được Baron, gỡ lại được một đống tiền. Và từ bây giờ là sao Buffalo dẫn tiền được này. Những cái phương pháp để có thể lùi dành cho phía của Buffalo. Một khoảng thời gian thoáng chốc thì chúng ta đang vượt trên về cái lượng tiền. Anh nghiêng về cho đội hình đến từ bên phía của Buffalo. Hasmet bị trúng bài vàng nhưng quay ngược lại rồi Sogan còng lưng. Yaharong đã phải lên bàn đêm xuống. Có một tình huống thủy mục chuẩn xác đến từ Taki. Hợp chất điên loạn không có ý nghĩa. Bài này Binjay câu rồi. Bết chiêu á. Không mà dùng chiêu cuối chạy á. Bết đam để cho Sogan bắn này. Sogan bắn tính ra tí nữa chết steel á. Đến từ Vela thẳng vào. Có hỏa có chiêu cuối đến từ Yutapong ở trong cái pha thi đấu. Đến từ Vela thẳng vào. Có chiêu cuối. Có chiêu cuối đến từ Yutapong ở trong cái pha thi đấu này. Nhưng đó là một tình huống giao tranh mà đội hình đến từ bên phía của Buffalo họ tạm thời rút lui một chút xíu. Phong Tri thì di chuyển từ khu vực biển giữa lên khu vực biển trên. Đình có hóa sư. Đình con mẹ bị quên tên rồi. Chiếc cuối như tập on. Buồn cười. Nhưng mà Linh bình luận giao tranh cute mà các bạn. Tôi bình luận cùng với Linh tôi cũng thích lắm. Tôi thích bình luận chung với Linh phết. Thỉnh thoảng mà tôi kiểu bị đuối Linh bù vào nhanh lắm. Nhưng pha này đánh hay thật. Pha này cái lúc mà giao tranh nó diễn ra ấy, thì ở cái giây phút đầu tiên ấy tôi không nhìn về cách cò quay của Froggy đâu. Thì bởi vì lúc này tôi đang dán mắt vào cái góc mà Shogun di chuyển xuống dưới để đánh thằng Viego. Bởi vì lúc này tôi vừa mới kịp nhìn xuống minimap chỗ thằng Viego. Xong rồi tôi nhìn vào thằng Viego xem nó đi đâu. Thì tôi thấy Shogun lướt ra bắn đúng một cái thôi, steel còn đúng một máu tốc biến chạy. Đấy thì tự nhiên tôi nhìn lên phía bên trên Froggy đã chạy được rồi. Mà Froggy quả là câu giờ hay, xong rồi quay lại bật chiêu cuối định mệnh lên bọc đầu cũng hay. Trận này tôi đánh giá cao Froggy ấy, nó không nó đánh trận này hay mà, nét mà. Và đó là định mệnh đến từ Froggy copy được của Twitter Fest ở bên kia. Chúng ta đang hủy diệt đối phương. Outplay hủy diệt. Mắc quả này ảo thật sự. Quả này ảo này.
Các bạn nhìn con Ergot nhá, nó bị dính cái sóng thần nhá, nhưng nó vẫn kịp khinh thị. Ừ, nó khinh thị vừa sóng thần các bạn ơi. Đi mẹ con Ergot này, Ergot lướt sóng à. Nhìn này. Ừ, đi mẹ mẹ ảo vai luôn. Nếu nó bị hất ý, nếu nó bị hất thì nó đã không bắn được vào Shogun rồi. Nó không đạt được tầm rồi. Ừ, ảo vai luôn. Cái thời gian nó dùng cái khinh thị để vượt qua cái sóng thần làm cho nó không bị ông khống chế nữa luôn. Ừ, nó không bị khống chế nữa luôn. Xong nó bắn được một cái, xong nó kích ulti luôn. Cay vãi luôn. Chứ trận này Hashmat bị thọt nên là ít đam là đúng rồi. Nhưng mà Froggy đánh trận này hay. Với cả con Volibear này ấy. Ừ, chính xác rồi, anh biết rồi, Liberty. Anh tức là anh cũng hiểu cái vấn đề nó là do cái animation của cái chiêu thức giống hệt như kiểu cái dập nhảy tên lửa con Tristana khi mà bị kéo bởi Blitzcrank, hay là dịch chuyển của học khi mà bị kéo của Blitzcrank chẳng hạn, thì nó có hiệu ứng tương tự. Nhưng mà ý là ở cái góc độ nó điêu ấy, mẹ nó cũng cay. Hello Tê Đình Nguyễn nhá. Sau một loạt những giao tranh dài hơi. Rồi, tiếp tục là chơi sau quanh ở khu vực giữa. Thanh Trần được tung ra. Và nó một phần nào được đỡ đi bởi cú lốc kiếm đến từ Samira của trong tay của Utapon. Đừng quên rằng là rồi Nami vào góc đẹp này. Bớt đam này. Vấn đề là cái cứu cánh ấy. Cái cứu cánh trận này má nó cao tờ cái chiêu cuối mũi khoan tử thần của Ergot ít nhất là 2-3 lần. Nó làm cho cái hiệu ứng hoảng sợ đến muộn ấy, nó không theo đúng ý của Froggy và team cũng phải quay lại để burst dam. Có rất nhiều cú binh đứng từ phía của DPM nhưng chỉ có được một mình Zaharong ở đây mà thôi. Still đang đứng ở cái vị trí tôi. Thả team luôn mà. Froggy nhanh tay cướp đi cái chiêu cuối định mệnh của. Đây cái pha này đánh cũng là có ý đồ, pha này chiêu cuối định mệnh lên để bait để ép cho thằng Viego nó bị giật ngược lại. Lúc này lẽ là thằng Viego nó có thể đi thẳng về nhà đép con TF cũng như thế. Nhưng mà cái định mệnh này của Froggy là đúng ý đồ luôn. Nó làm cả hai người này giật lại một nhịp, mất thêm thời gian. Đấy nó câu giờ thế thôi, để cho đường giữa được đẩy. Tính toán như thế là hợp lý rồi gì nữa. Đi phải quả đánh macro hay như kiểu là T1 rồi còn gì nữa các bạn. Ừ hôm nay SKB đánh hay mà. Đôi là đứng trên vừa rồi, để làm tốc độ di chuyển về phòng thủ là sẽ bị chậm đi. Cũng được, coi như là bật lên để tìm kiếm tầm nhìn thôi cũng được. Nhưng hiện tại thì Taki đang bị lùa, Sogan cũng đang bị lùa, tốc biến để thoát. Pha này hay thật. Pha này vừa đủ đam này, pha này vừa đủ để kích cái nội tại của cái súng hải tặc này. Đoạt bắt chết luôn. Đây đây, các bạn nhìn này, các bạn nhìn của Sogan quả này, các bạn nhìn Sogan quả này nhá. Đầu tiên này. Né quả này này. Vừa mới né xong cái W của con Viego, quay lại bắn luôn, lướt lên, bắn luôn, cung phong linh luôn, dồn đam. Xong rồi quả này nhá. Ăn bài vàng này. 0.25 bài vàng thanh tẩy, né cả băng trượng vĩnh cửu, né cả lia bài, lướt lên bắn. Ui, né con mẹ nó hết luôn, đánh với Gumayushi ạ. Ừ, pha này không khen thì chờ pha nào khen nữa. Vừa mới né xong phát, e cung phong linh, lao thẳng vào sốc đam, bắn thanh trường. Thanh tẩy, mẹ mày 0.1 giây chứ phải là 0.25. Xong rồi né luôn cả băng trượng vĩnh cửu, né luôn cả lia bài của TF, giữ nguyên máu lao vào push cùng team. Ui, Gumayushi đánh cũng đến như vậy thôi chứ. Cái này nói không phải tự hào dân tộc nhưng mà Shogun nó trẻ đánh hay thật các bạn ạ. Kỹ năng cá nhân của nó cao thật. Pha này thì kiểu tham endgame thì nó hơi liều, nhưng mà pha này thực ra nếu như mà các bạn chê là đặc sản VCS thì nó cũng không phải, bởi vì pha này có cơ sở để endgame. Bởi vì pha này còn nguyên 5 người và chiêu cũng còn nhiều. Achop còn, Volibear còn, Silas còn, đấy, còn nguyên, Lucian thì còn tốc biến, còn đam. Mà Lucian thì vẫn đang khỏe ở bên ngoài. Pha này thực ra có cơ sở để endgame. Và đặc biệt là cái tình huống bắt này của Froggy lại hay, có cơ sở endgame lòi ra luôn. Giữ này. Nhưng mà vấn đề là có cái đồng hồ. Và sau đấy thì con Samira nó sốc đam nhanh quá. Con Samira nó stack cái nội tại nhanh. Và cái quả này là may mà Hashmat còn giữ được cái Q3 cùng với cái tốc biến ấy. Còn nếu không con Samira ấy, nó còn làm nữa, các bạn thấy không? Q3 tốc biến xong rồi bổ một cái thì kết hợp với đam Lucian thì mới đủ đam để giết con Samira. Không quả này nặng lắm luôn đấy. Không quả đấy là con Samira nhiều khi qua ra Pentakill cũng nên ấy. Nó giết xong mà để nó hút lại được máu xong rồi nó kích hoạt được cái nội tại đắc thắng nữa thì thôi ấy. Pha tôi thấy hay mà. Tốc độ là rất nhanh. Đối phương có tầm nhìn đến từ định mệnh nhưng không làm gì được. Và có những cú binh đến từ bên phía của Buffalo vào các quay lính đẩy khu vực. Quả Mega đấy thì anh nói quả Mega đấy là tùy ý kiến từng người mà, có thể thế này, có thể thế kia.
Bên Trích TV tụi nước ngoài nó khen Shogun nhiều lắm anh ơi à. Ừ nhưng mà bởi vì mình không xem Trích, mình chỉ xem dưới kênh Việt Nam thôi. Nhưng mà mình cũng nghĩ là như thế, đánh hay như thế chẳng lý do thì không khen cả các bạn ạ. Còn pha này macro hay, nhưng mà pha này macro hay, nhưng cái điểm ảo là bây giờ các bạn thử phân tích hộ tôi cái lý do tại sao nhé. Đây là cái thứ mà tôi đã không hiểu này. Bây giờ các bạn thử phân tích hộ tôi cái này. Hay là quay ngược trở lại để có thể tấn công vào xung quanh khu vực hang. Rồng ngàn tuổi chạy ra để có thể phá. Hay nào nữa dành cho việc của Flo. Lính rồi tới nhà rồi. Năm thằng chạy ra để phá chứ không. Ý tôi không phải là cái này nhưng tôi hơi buồn cười cái này thôi. Trở lại để có thể tấn công vào xung quanh khu vực hang. Năm thằng. Ngàn tuổi quyết định như thế nào đây? Đến từ bên phía của Flo họ chia người ra rồi. Đây sẽ là một tình huống bắt to để có thể cản bước các thành viên đến từ bên phía của DFM. Thanh trường bắt đầu tung ra hợp chất liên loạn đến từ hấp để có thể đẩy người trở lại. Đây, bởi các bạn bảo đây nhá. Ờ, Phan Cuội đánh kiểu gì cũng win, tôi hiểu. Nhưng vấn đề là bây giờ các bạn thử giải thích cho tôi lý do tại sao con Volibear có thể làm một cái đi mẹ mày nửa cây máu của con Samira ở trong cái pha này. Các bạn thử lý giải cho tôi. Đây, tôi sẽ back lại ở thời điểm này nhá. Các bạn hình dung ở thời điểm này Samira biến về chưa mất cái nào từ thủ đúng không? Vẫn còn nguyên đồ đúng không? Spell còn kiệt sức đúng không? Ờ, sao quả đấy pin dây cây được từ ngày Lam vào con Samira? Đây, cái gọi sấm nó vẫn còn đấy nhá. Cái gọi sấm nó chưa xuống nhá. Gọi sấm vừa mới gọi xong. Đây, gọi sấm vừa mới gọi xong. Gọi sấm chưa có Lam nhá. Tại sao Bin Jay lại gây được từ ngày Dam? Cái W tôi không nghĩ là phải được từ ngày Dam các bạn ạ. Cái W của con Volibear quả này tôi không nghĩ được từ ngày Dam. À, đạn của Lucian bay tới à? Bịt con mẹ mày. Bịt mẹ mày, tôi cảm ơn. Tôi lạy anh em luôn đấy. Bịt con mẹ anh em nhìn được cho tôi cái quả. Quả Dam Lucian bịt mẹ mày, tôi lạy anh em luôn. Ừ đúng. Bây giờ thì tôi mới hiểu. Đít con mẹ mày đam Lucian. Ừ đít. Nãy giờ tôi ngồi tôi xem replay thôi. Kiểu ơ đít mẹ con Volibear nó làm cái lồn thì tự ăn đít mẹ. Mất một từ máu Samira được. Tôi đau đầu thật sự. Mà anh em khai sáng thôi mà hay đấy. Đây xem lại nhá. Tầm nhìn ở đâu? Ờ à, đúng rồi đúng rồi. Con Lucian nó đi bộ lên nó bắn được thì phải. Bình dây đang phá nha. Bình dây đang phá trụ ngã chính phía bên kia. Và chúng ta sẽ giành chiến thắng ở trong cái cặp trận này. Quyết định cuối cùng là quyết định cực kỳ chuẩn xác. Ui, thề mấy ông. Em mới tin. Được, được thật sự. Ừ. Bình dây đang phá nha. Nhưng mà các bạn nhìn thấy viên đạn của Lucian đâu mà sao tự nhiên các bạn biết đấy? Hay là các bạn xem preview ấy? Cái này là các bạn xem preview hay là các bạn xem góc nhìn ở đâu ấy? Sao các bạn biết của là Dam Lucian được? Bởi vì tôi có nhìn thấy viên đạn của Lucian đâu. Đây à? Đây. Đây có một cái gì mờ bay về này các bạn thấy không? Đấy. Ừ thật sự. Đây này có cái gì bay về này các bạn này. Đây này các bạn thấy không? Ui. Đi thấy cái viên đạn này. Ui. Nó bay về này. Ừ nó dính. Ừ đi. Đỉnh thật sự, nó gánh đến tận giây cuối cùng luôn. Thật sự. Và chúng ta sẽ giành chiến thắng ở trong cái cặp trận này. Quyết định cuối cùng là quyết định cực kỳ chuẩn xác đến từ bên phía của Sam Buffalo. Subscribe và nhấn chuông kênh VRTV 7 để theo dõi. Gánh đến tận giây cuối cùng là có thật. Có thật luôn đấy. Thực sự. Gánh đến tận giây cuối cùng là có thật. À, đánh hay kinh khủng.